Ok, Đông Giang có muốn cho chia sẻ gì thêm nữa không? Nếu nằm ở cái vấn đề vaccine đó, thì em cũng chia sẻ thêm một ý nữa đó. Là hôm Ừ, nay em nói đi, không sao. mới gọi cho ông chú ở ổng ở trên Gò Vấp á, thì ổng ở cái chỗ Ngã Năm á, đường Nguyễn Thái Sơn, thì Cái làm chuồng chó đúng đúng không? đúng rồi, Đó, gần ổng mới nhà anh đó, nói gần nhà Trương Khô luôn nè. vậy đó hả. Vậy có dịp lên ông chú chơi thì tạt qua. Chú có nói em cũng hỏi thăm vấn đề tiêm vaccine, vấn đề mà về giá cả đồ này nọ ở trên đó đó, thì chú nói ok con bình thường. Trời ơi đừng có nghe mà cái tin nói xàm xàm, cái vấn đề về là tăng giá tăng gì đâu, chú ở trên này có gì đâu tăng giá, sống khỏe thoải mái. Xong rồi chú mới nói là chú cũng mới tiêm một mũi vaccine rồi cho nên mấy gài không nhậu được. Đã nói là mình tiêm vaccine rồi thì mình phải kiêng cữ, không có uống rượu này nọ vậy đó. Thì đó là cái điều đáng mừng, thấy ông cũng vui vẻ bình thường, điện về hỏi thăm, tại vì nghe nói thành phố như vậy đó, thì cũng điện lên trển tình hình sao. Ông nói bình thường con, đâu có gì đâu, giá cả rồi muốn mua cái gì mà không có. Rồi ông cũng ở nhà rồi chơi, chứ hồi đó thỉnh thoảng ông nói ông về khoái về quê để mà bắt cá rồi này nọ lắm, phải đi Đúng kéo rồi. lưới ăn ăn cá cá đồng rồi đó, trời, mê lắm, tép đồ cá sặc cá nhỏ nhỏ rồi đó ha. Mấy con đó cái rang lên Cá lồng tông ngon đúng lòng không? tông rồi đó ha, lòng tông kho đó, trời ơi mê mấy Ngọc đó lắm. Lan, có Ngọc Lan coi ra dắt bạn trai về Ngọc Lan. Thời buổi dịch bệnh này đi tập thể dục hít đất gì hôn tủ vậy Ngọc Lan. Coi dắt dắt về đi. Thiệt tình. Mình vừa thật sự mọi người Đông Giang mọi người cũng nhận cái điểm này không, tức là mình nhìn vô hình ảnh này nè, mình vừa tức, mình vừa nhìn mình tức nhưng mà nhìn kỹ lại mình lại vừa tức cười, thì cái kiểu này đúng là đúng đúng nghĩa của cái câu tức cười luôn á, phải không? Vừa tức mà vừa mà phải cười nó chứ không biết sao giờ đó. Ok đó. Không anh tập vậy theo gì của người ta đem đi đóng vô trong phòng gym đó, người ta tập là cả cả tháng, thấy không, nhưng mà tập À phòng VIP á. quên nữa, sẵn cái Này chuyện tập này, sẵn 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 có chuyện này, có cái bài viết nó dí dỏm lắm và cái việc này nè, để cùng đọc cho mọi người cùng nghe, cũng cũng hay, thấy được qua thấy cũng hay, chắc mọi người cũng xem rồi nghe rồi coi rồi đúng không, nhưng mà sẵn ở đây thôi đọc thêm, mình đọc thêm ra cho nó vui, rồi cũng nói là lại thiệt cái chứ. Đâu rồi? Đang kéo lên đây. Đây. Lại bực bội thiệt. Đây. Bài lượm trên mạng đúng không? Hôm nay chỉ thị 16 có hiệu lực tại thành phố Hồ Chí Minh, không biết làm gì, lướt trên Facebook bạn bè, lướt trên Facebook bạn bè, một thằng éo éo bao giờ tập thể dục thì cứ sùm là không được chạy bộ buổi sáng, thường thì nó toàn dậy lúc 11 giờ không à. Thằng thì bị chỉ lòi cả ra do chả bao giờ nó ăn rau á đó, lại post bài lên Facebook phàn nàn bắp cải giá cao quá, rau củ tăng giá, một đứa suốt ngày thì bút ráp không, suốt ngày bút ráp đi thì lại chụp đường, chụp hình ảnh đường phố á vắng vẻ, lại bảo là lái xe sướng. Một đứa 20 năm không biết cái Tết Sài Gòn, bởi vì toàn Tết thì phải về quê không à đúng không, thì lại bảo là Sài Gòn hôm nay nhìn giống như mùng 1 Tết. Một thằng cứ làm việc, cứ tới giờ làm việc 5 giờ thì vợ gọi về không, thì hôm nay thì lại bảo là buồn quá không được tụ tập nhậu nhẹt. Một thằng thì sợ vợ bỏ mẹ luôn lên mà đặt than, không gặp sợ
mấy cô bạn nó buồn. Một thằng thì nói chưa được ba câu đã chửi thề mê rượu thì hôm nay lại bốt 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 bài lên đó. Hoa hồng và tách trà. Có bạn thường ngày 4:30 chiều đã ra bar làm happy hour thì chụp hình đeo tập về đứng chiên trứng trong bếp. Còn đa số để avatar là Sài Gòn bình an nhé, không rồi thì hàng ngày giận tí gì đó thế này thế nọ. Một người thì suốt ngày cứ dí mũi vào điện thoại á, thì hôm nay á, sau khi mà có 16 lại bốt lên trời xanh chụp cảnh đường phố rồi. Một thằng thì chạy đi mua bao cao su, bị ở phòng chặn lại thì bảo là mua thuốc đau bụng gấp lắm. Giống như có đoạn clip không biết mọi người có xem không, là cảnh sát giao thông họ dừng lại một cô gái ở trong cái thời điểm chỉ thị 16, thì cô ta từ quận 4 mà cô ta cái lộ trình cô ta chạy qua quận 10, cảnh sát giao thông họ chặn lại hỏi đi đâu. Cô ta nói là chạy đi qua đó mua xúc xích, đi qua đó mua xúc xích. Anh giao thông anh hỏi chứ ủa xúc xích quận 10 đó nó to hơn xúc xích quận 4 hay sao? Lại thiệt đủ cái thứ lý do trên đời thì cứ chán. À, sao có là xem tàn quân Việt Nam Cộng Hòa họp báo cắn nhau trên nửa vòng trái đất TV. Báo hả? À, thế này nè, không biết ý mọi người sao nha, không biết nông dân, công nông dân còn đây à, phải Còn không? À, tức là thơ Quang cũng được rất nhiều người góp ý, nói là nên lập thêm một cái trang nữa là để dành riêng. Để dành riêng là làm gì? Để đi 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 chọc mấy ông kia đó mọi người. Thì không biết ý mọi người như thế nào. Và nếu mà thấy được, nếu thì được thì mình sẽ làm một cái đó nữa, tức là cái bên đó với ông bên này thì để mình dành là chống cho luận điệu xuyên tạc, đúng không? À, bên này đóng chống luận điệu xuyên tạc, còn bên kia thì mình để đi chọc mấy ông kia. Đó, theo mọi người thấy sao? Nếu mọi người thấy hợp lý thì mọi người đóng góp ý kiến cho thơ quan, và mình thấy được cái số đông á thì thơ quan sẽ chơi. Trang thì có sẵn rồi, không sợ, trang thì có sẵn rồi, chỉ cần thí dụ mình cảm thấy đủ lượng á, là mình bụp thôi đó. Thí dụ cái trang này để dành riêng cho đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc thì chúng ta không đụng chạm gì tới vấn đề đó, không, hoặc là chúng ta dùng những từ ngữ nó êm dịu, không êm dịu thế này thế nọ nhẹ nhàng. Nhưng mà còn cái trang kia đúng không, để chuyên mà chọc mà, thì sẽ để cho mọi người chơi thoải mái đó. Thì không biết mọi người thế nào nha, đóng góp ý kiến thì được thì mấy bữa nữa chúng ta tiến hành. Ok nông dân, tự biết sao không, Ngọc Lan mở lên đây cũng được á, mở lên đây cũng được, mà thứ nhất là đây anh em cũng không có còn ai, còn nếu luôn á thì đã muốn thì là làm nóng bên cái trang kia luôn, làm nóng bên cái trang kia luôn cho mọi người vào chơi thử, chứ mình mở nó lên đây thì mà có nhiều người á, người ta không thích thì nói là mình vô tình mình tiếp tay, mình kia thì anh cũng ngại chuyện đó. Vậy ha, nông dân còn ý gì nữa không, có muốn chia sẻ gì nữa không? Em Hello, hết hello. ý rồi, giờ giờ anh cho em mượn cái thang À, thang leo xuống. đi. Ok, nông dân, cảm ơn nông dân nha. Rồi em chào anh chị em nha. Ok. Rồi.